Hello, xin chào toàn thể các bác đang xem video clip của em nhé. Thì gặp lại các bác trong video ngắn ngày hôm nay. Em xin giới thiệu tới toàn thể các bác về mẫu loa, mẫu lưới và chọn bộ loa lưới để các bác bẫy chim đêm, chim di cư. Và bên em chuyên cung cấp đầy đủ những mẫu bẫy chim đêm cho các bác. Nào cần đủ bộ thì các bác cứ liên hệ với em nhé. Thì bác nào cần ấy thì liên hệ với em qua ba đầu số em để bên trên nhé. Bác nào đang xem video clip của em thì cho em một nút đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để kênh của em được phát triển hơn. Và không để các bác chờ lâu nữa, trước khi đi vào phần chi tiết của sản phẩm thì em cũng nói qua giao dịch của bên em, hàng nhà em 100% các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và các bác kiểm tra hàng đúng mẫu ok rồi mới nhận hàng và thanh toán cho nhân viên bưu điện giúp em nhé. Đây thì bây giờ không để các bác chờ lâu nữa thì em sẽ khui cái hộp âm ly cho các bác xem nhé. Đây em giới thiệu, đây là âm ly 263 nha các bác nhé. Hình cô gái đeo tai phone và đây. Mẫu âm ly 263 nha em nhé. Cô gái đeo tai phone. Đấy. Thì nữa em sẽ giới thiệu sơ qua. Và đây là chép kèn nhé. Đây một bộ như này em cũng báo giá luôn cho các bác là một bộ chép kèn như thế này bên em là 200.000. Bao ship cho các bác nhé. Thì bác nào lấy thì liên hệ với em nhé. Đây là loa toa Indonesia nha các bác nhé. Đấy, các bác về check mã vạch thoải mái luôn. Đấy. Đây các bác nhìn này. Đây là loa 10W nha các bác nhé. Công suất của nó là 10W. Thì bác nào lấy thì em cũng để cho giá các bác rất hợp lý là chỉ là 580.000 thôi nhá. Và đây là cái check. Đây là loa bát nhôm. Đấy, loa này các bác đánh tu hú các kiểu ấy thì rất chi là to, rất chi là hợp lý luôn. Loa này bên em cũng chỉ hơn 200 một chút thôi, 220.000 nha các bác nhá. Đấy, một em này thôi. Em sẽ báo giá tất cả các sản phẩm bên em ngày hôm nay cho các bác. Đây là một em loa toa Indonesia. Đây các bác nhìn này. Indonesia nhá. Loa này các bác về check mã vạch thoải mái. Đây là con này là em này là 15W. 15W nha các bác nhé. Đấy. Nó bằng nhôm nhé các bác nhé. Không như hàng Việt Nam đâu. Hàng Việt Nam là bằng nhựa nhé. Của nó bằng nhôm. Các bác đánh trời mưa thoải mái luôn. Độ bền bỉ của nó cực kỳ cao. Độ bền bỉ của nó được theo 5 tháng luôn. Các bác dùng thoải mái luôn. Các bác không lo là nó bị hỏng luôn nhé. Cái hàng Việt Nam bằng nhựa là nó sẽ nhanh hỏng hơn cái này. Các bác đánh vài năm không sao. Thì bây giờ em sẽ... Đây quên. Còn lưới nữa nhé. Thì lưới các bác cần loại lưới nào, đánh con chim gì các bác cứ bảo luôn. Bên em có đủ các loại lưới mắt 3, mắt 4, mắt 6, mắt 8 cho các bác nhé. Thì bên em lưới này thì sẽ cơ sở em sẽ làm theo hai kích cỡ, đó là 50m và 100m. Thì là 7.000 một mét nha các bác nhé. Thì bác nào lấy từ 3 tay trở lên bên em miễn phí vận chuyển nhé. Bên em đây, mỗi một tay bên em đã làm 5 diềm 3 túi, mỗi một tay là 5 diềm 3 túi nha các bác nhé. Thì các bác về chỉ việc đánh thôi chứ không cần chia tiền, chia túi gì nữa cả. Lưới nhà em thì các bác về nhé, tha hồ kiểm tra hàng luôn, không bị chạy mắt một tí nào luôn nhé. Nếu mà chạy mắt thì các bác gọi lại em đền cho các bác cái khác nhé. Cực kỳ ok luôn. Bên em là một shop bán hàng uy tín nên các bác yên tâm nhé. Đây là mẫu em khui cho các bác xem. Cái mẫu loa này nó công suất của nó là 6.000 nha. Watt nha các bác nhé. Đây, đi kèm theo là một chiếc điều khiển nha các bác nhé. Một chiếc điều khiển này. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng nhưng mà toàn tiếng tàu thôi cho các bác không ạ. Hàng này là hàng nội địa chung nha các bác nhé. Nội địa chung. Đây các bác nhìn này. Đây phần dây của nó cái này được cái là nó có hai chức năng là vừa chạy được điện lưới và vừa chạy được bình ắc quy nha các bác nhé. Còn cái dây này là dây anten, các bác về mình cắt đi nhé, nó thay thế cái thanh anten đứng ấy, thì cái này về các bác cắt đi, tại vì không dùng đến các bác đấu vào nó sẽ bị chập ấy. Và đây là cái nút tắt mở nha các bác nhé. Thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác đường trước. Thì các bác đây là một cái loa này. Đây, các bác đây là nút bát chét nhá, chỉnh bát này, bát chét này. To nhỏ nha các bác nhé. Bát chét thì ví dụ các bác cho muốn từ 10 đến 100 thì các bác muốn 10 thì các bác cho lên 10 như thế này. Các bác muốn 60 thì các bác ấn lên, nó có một cái nút nhỏ nhỏ này.
các bác muốn đến tầm nào thì các bác gọi nhé. Còn đây là nút âm lượng nhá, volume ấy các bác nhá. Đây, nhỏ to nhỏ to nhỏ đây. Các bác đánh cái mẫu này các bác yên tâm nhá, cực kỳ là bền và lại còn có cả bắt bluetooth như các bác nhá. Còn đây là cái nút này các bác không cần quan tâm đến, tại vì cái này chỉ là hát karaoke thì các bác chỉnh ở cái nút này nhá. Cái nút này là mic này, chỉnh karaoke các kiểu nha các bác nhá. Đây, hai nút chỗ này để cắm, để các bác cắm để các bác hát karaoke nhá. Và chỗ này có chỗ để các bác cắm thẻ nhớ nhá. Đây là các bác sẽ, bên em khi các bác mua bên em sẽ tặng cho các bác một áo thẻ để các bác cho thẻ vào trong, các bác cắm vào đây. Và chỗ này để cắm USB nha các bác nhá. Đây thì đây cái nút này là nút Morse để các bác chuyển chế độ nhá, USB, MP3 vân vân. Và nút này là nút next bài nha các bác nhá. Và nút này là nút stop. Và nút này là nút lặp lại bài nha các bác nhá. Thì cái này mỗi, đây các bác nhìn này, 300W này, cộng 300W này, nó là 600W này các bác nhá. Nên là các bác dùng điện thoải mái. Đây nó có hai cổng nha các bác nhá. Đây, cực âm này, cực dương này. Đây, cổng ra và cổng vào nhá các bác này. Đây là cổng ra và cổng vào nha các bác nhé. Thì các bác sử dụng mỗi cổng là 300W thì các bác có thể đấu 15 loa 15W như cái loa to kia kìa các bác nhé. 15 loa không loa cháy luôn, tại vì cái này nó lên đến tận 300W rồi các bác nhé. Rồi thì em cũng giới thiệu sơ qua đến đây. Thì bác nào cần đồ bẫy thì liên hệ với em nhé. Em giá em đã báo hết đây. Cái con này thì em sẽ bán cho các bác là 450.000 bao ship cho các bác, là tặng các bác một áo thẻ nhé. Các bác cần tiếng chim gì thì bên em đều cung cấp cho các bác hết. Thì bác nào cần thì liên hệ với em để em tư vấn cho các bác kỹ hơn nhé. Thì em sẽ kết thúc video tại đây. Thì bác nào cảm thấy yêu quý em và tặng em một nút đăng ký kênh, em cảm ơn các bác rất chi là nhiều luôn ạ. Đây, em xin chào toàn thể các bác nhé. Đây, chọn bộ. Nếu mà các bác nào mà lấy chọn bộ thì em sẽ lấy rẻ hơn nhé các bác nhé. Đấy là em mới báo giá là bao ship một sản phẩm. Ví dụ các bác mua lẻ thì là giá như vậy. Nếu mà các bác mua nhiều sản phẩm hơn thì bên em sẽ giảm giá cho các bác nhé. Nên là các bác yên tâm, shop em là một shop bán hàng uy tín. Rồi, em xin chào toàn thể các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.